Trận chiến siêu kinh điển, hành trình chinh phục top 1 thông thạo FAMAS Việt Nam. Khi tôi vác khẩu FAMAS quỷ kiếm dạ xoa vào leo rank sinh tồn thì vô tình chạm mặt toàn cao thủ top server và cái kết. Tôi còn đúng một máu, lật kèo lấy top 1 cực kỳ hấp dẫn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả những người anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của QuyềnDz. Thì clip ngày hôm nay được gọi là siêu phẩm luôn anh em ơi. Thì có nhiều trường hợp tôi rơi vào thế rất là khó luôn, tưởng chừng là bị gãy luôn anh em, nhưng mà tôi lật kèo tôi thắng lại luôn anh em nhá. Thì để tăng độ kịch tính cho video thì ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục tạo cho anh em một cái mini game cho anh em chơi với hai giải thưởng luôn anh em nha. Thì trước khi đặt câu hỏi thì tôi sẽ sâu hai giải thưởng đó cho anh em xem. Thứ nhất đó là tôi sẽ nạp vào tài khoản của tôi 200.000 và tôi mua hai con ặc có súng nâng cấp để tặng cho anh em luôn. Và thứ hai có thêm một giải đó là 1.000 kim cương cho bạn nào trả lời đúng nhất nha và may mắn nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nạp vào 200 kim cương và mua hai ặc để tặng cho những anh em nào mà xem video nha. Thì hiện tại trên shop của mình có cái vòng quay thử vận may 100k này, anh em lên đây thử thì có cơ hội trúng ặc nâng cấp level 7 luôn anh em nha. Thì bây giờ tôi sẽ mua hai ặc, nó hên xui, nếu mà nó ra súng nâng cấp thì tôi cho anh em luôn, còn không có súng nâng cấp thì tôi vẫn cho anh em luôn anh em nha. Rồi thì hiện tại tôi đã mua được hai ặc này rồi anh em nha. Đối với ặc đầu tiên thì ặc này không có súng nâng cấp anh em nha, ặc này kiểu giống như là chơi bình thường thôi anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập qua ặc thứ hai để xem ặc thứ hai có súng nâng cấp không. Rồi thì mình đã đăng nhập vào ặc này thành công rồi anh em ơi. Thì ặc này hình như mình thấy là có khẩu nâng cấp MP5 này. À đây hai ba khẩu nâng cấp, ba khẩu nâng cấp anh em ơi. U nằm đấm nữa anh em này, có rất là nhiều súng luôn anh em ơi. Chỉ với 200k mà ra hai cái ặc có súng nâng cấp như thế này thì quá ngon luôn anh em ơi. Thì như đã hứa thì bây giờ mình sẽ để tài khoản mật khẩu ở trên màn hình này luôn, nhưng mà nó xuất hiện ở vị trí bất kỳ ở trong video này anh em nha. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu hỏi ngày hôm nay. Câu hỏi như sau, đó là trận này tôi sử dụng khẩu FAMAS này tôi giết được bao nhiêu kill. Câu hỏi này khó đấy nha. Rồi anh em hãy comment đáp án đúng nhất của anh em vào bên dưới và kèm ID thì mình sẽ tặng cho bạn ấy 1.000 kim cương cho bạn nào trả lời đúng nhất và may mắn nhất. Thì yêu cầu để nhận được tất cả các giải ở trong ngày hôm nay thì các bạn phải like, đăng ký kênh và xem hết video anh em nha. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip luôn anh em ơi. Sinh tồn, chiến đấu thật phong cách.
2, tức giận vì mất top 1, và trận này tôi quyết lấy top 1 cho bằng được.